thiên triều nhiếp dân chúng mình hồ. Hoài danh soái mâu bà Nguyễn Nhung, từng thanh quyền khủng cao thiên gia phong xa. Khỏi lửa dương gian vì loài ác nhân mù cầu lòng tham, vui lượng dân khổ sâu đau đớn toàn địa châu. Bộ chương toàn ngõ muôn quân sanh thấy dương trần khó yên lòng tù. Tiếng con tàu mong bình an nhưng cái ngang kia loài dạng gây, khao khát ngôi cao bài bình đao cho thoa lòng cuồng ngóng dương quyền. Dạ dạ giỏi cho mấy hỏi chúng ngược thiên mà hay giữ là hỏi chúng ngược thần. Đông Tây Bắc Nam đang lầm than, nếu màu trở gan thì còn đâu an. Quyết chẳng chút nương tay cùng quân loạn thần. Chúa Mâu truyền chiến tướng linh dân tiền hầu gia Nguyên Nhung, nghe soái nương bố ban trận đồ. Dạ, chú thần tướng phủ phục trước Vũ Dinh Trung, đồng kính chúc lệnh chúa mẫu vạn an, ngôi soái nương thiên ban luôn vững đạt. Ta đây miền lễ linh thần nơi long cát bình thân đi tướng gia. Ta đây thánh ngôn triều hồi mong tướng gia y lời dặn dò, lập nền tiên pháp bắt đầu trận trung, vô an bắt linh trừ quân tham ma, nghiêm luật phản ba. Ai bất tuân luật trời trừ không dương. Tuân chỉ truyền Nguyên Nhung, trung thành tiên bang khuôn hoàng dân, quyết trừ loài vô ân. Soái chấp nghiêm tiên môn trận đồ, dòng càng côn trùng giáo.
chốn tướng. Dạ. Chốn trận tiên ta bằng thanh thú thời thượng cổ, làm tòa kỵ cho tướng thần, trấn giữ trận trung tứ phương tám hương. Bất luận hàng phẩm trật tiên già, ai dám cãi qua thi đình trận pháp, bảo tháp lôi phong bắt giữ đem về giao lão nhân gia linh tiêu sự trì. Xoay màu nguyên nhung nhất chi tâm trung thanh lọc loại tà, để xem chúng mấy dùng dậy như hà, hết mộng nông cuồng thấu nhật quán thiên, đáng trách cho loài bại đất bại căn, tạo thành hung ăn kỳ dễ thiên triều, nhung đoạn muôn điều sai trái bao che. Trị quốc Đông Thiên Dương. Dạ. Cửa Đông Thành nhờ khanh đây trấn quản, thâu phục hàng thủy quái dạ xoa, hộ chúng sinh đại địa an lành, đàn như ít hải rao thâu tâm quan. Thần tuân lệnh. Quảng một tay Thiên Dương. Dạ. Nơi cửa Tây Thành dành cho hàng giác ngộ, nhờ khăn cầm châu ngọc bảo sáng soi, hộ tâm tu chánh pháp bậc thiên tài, chiếu tỏ lỗi cho người tầm tu theo chánh đạo. Thần tuân lệnh. Tăng trưởng Nam Thiên Dương. Dạ. Cửa Nam Môn Kiếm Du Minh Khanh chấp trưởng, chém đứt lìa mỗi tạp niệm bọn hôn thần, hộ pháp thân chủng tử bịch tu minh, giữ dừng long quyết mặt của trí quang minh vô lượng. Thần tuấn lệnh. Đa văn bác thiên dương. Dạ. Nơi cửa bắc môn toàn quyền khanh xử trí, giáo quản một vùng phương bắc cho khá ổn an, tiếp đạo công phu cho chốn giả quỷ yêu thần, bảo chúng gắn trọn công đức mà bội phận thành chánh pháp. Chúng thần xin lãnh lệnh. Tài thần ngang ban vũ uyên muôn bắt dừng, nhờ lòng trung can tướng và thiên buôn dân an, thương con dân ngài khóc cầu xin khấn, đại linh tiêu tường thông bố ân phùng, thiên cơ thần nương tính toán, dẹp muôn quân tà mì dấu răng, nát lòng khung đằng chắc thành tiên pháp, hồi quy đi con phương sớ sanh, còn không nghe hồn theo gió manh. Nghe chăng có nghe chăng hỡi tàn linh, loài tặc tử gian thần vì tâm sân trắng đấu căng phần, lìa cung quy các linh thêm bao lần lôi sống vô ân, giờ sâu yên tâm thần nhưng quá lực thừa hành. Luật riêng tạo nên nghiệp ác có im linh hồn, tài biến dập dồn lẫn trốn vào đâu.
đầu trước cẩn náo lòng giữa trượt và thanh. Chung sân mãi sai lầm Phật thánh khó tòa tu. Đại hải càng khôn ẩn chính bờ, bao giờ tỉnh giấc bớ tàn linh, đổi đá giá thêm xứ.